Mô tát sa pha la wa to a la ha pa sam bu ta sa vam ma cha lo ka ti pa ti sa ham pa ti ka tan cha li an thi wa lang a ya cha tha san ti tha sa pa pa ra cha kha cha ti ka de se tu tham ma anu ka bi ma pa chang sa tham ma te ring vi na yên cha ca yam sut tánh cha bản thân a phi tham ma chăm mang a cô ta yam tô cha tu sanh cha đăng đăng pháp bồ tha nay ye pa ri sa ya mắt chê chúng sanh tất bốn hàng như sen trong nước minh quang lúa chờ trời ló mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành lại tảng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản phật nhậm lời nhưng chẳng giữ hơi nhất lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lọc giả ngày giờ chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính pháp dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu như niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành lướt thế gian bởi nhân cớ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp ngôi đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ em xin trao mic lại cho chị Nhật Quỳnh để chị đọc chánh pháp trước khi thượng tọa pháp thân giảng bài pháp ngày hôm nay ạ. Dạ em xin trao mic lại cho chị Nhật Quỳnh ạ. Dạ sa thủ kính cảm ơn sư Hồng Mai. Nam mô Bụt Thầy dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Thanh, Đại Đức Pháp Trang, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Và cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Pháp Trang đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quyền ngũ giới đến hàng phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn sư Hồng Mai đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì vi giới. Và hôm con xin phép được phận đọc phần chánh văn ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay: Tương ưng kinh Samyutta Nikaya chương 1 Tương ưng chư thiên. Tám la mã phẩm đoạn. Bài: Bảy la mã tôn chủ. Vật gì chủ ở đời? Hàng hóa gì tối thượng? Vật gì làm rỉ sét lưỡi kiếm ở trên đời? Vật gì ở đời này tác thành cõi địa ngục? Ai đem đi bị trần? Ai đem đi được ưa? Ai thường xuyên đi lại kẻ trí? Được kẻ trí hoan hỷ. Thế Tôn, thế lực chủ ở đời, nữ nhân vật tối thượng, phẫn nộ làm rỉ sét lưỡi kiếm ở trên đời, kẻ trộm ở đời này tác thành cõi địa ngục. Trộm đem đi bị chặn, sa môn đem được ưa, sa môn thường đi lại được kẻ trí hoan hỷ. Và bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong trung thành kính đảnh luân thịnh thượng tọa pháp thanh từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, sư có nghe được âm thanh con, cho con một tín hiệu. Con kính nhân quốc tính sư ạ.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Và cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bót bài đọc phần chánh kinh trước khi vào buổi giảng giải chia sẻ Phật pháp. Kính cung thỉnh chư tôn đức cũng mời tất cả quý vị cùng lắng tâm thanh tịnh, làm để tâm bảo một cách tóm tắt. Nam mô ta sa vô tô a tô sam ma sam bút ta sa. Nam mô ta sa vô tô a tô sam ma sam bút ta sa. Nam mô ta sa vô tô a tô sam ma sam bút ta sa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo. Phật bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, Ngài đã diệt tận vô minh phiền não, Ngài đã bày giải bánh xe sân là thầy của cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp bảo. Pháp bảo phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng bảo. Tăng bảo gồm hai bậc, Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm nguồn sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể khang an, chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống hiện tại, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Trong phần chánh kinh thì quý vị đã thấy có vị chư thiên đã hỏi những cái điều thắc mắc của mình và cái câu giải đáp của Đức Thế Tôn. Thì cái tựa là tôn chủ ở đây đó. Tôn chủ ở đây là tức là những cái vì, những cái gì mà người ta cung kính, tôn trọng, cao thượng nhất, gọi là tôn chủ. Nó vừa là cái sự kính trọng mà cái sự cao cả nhất ở trong cái sự kính ngưỡng của người ta. Thí dụ như cái trường hợp mà ở bên Bà La Môn hay là bây giờ gọi là Hindu á, thì xem cái tôn chủ của người ta là đấng Brahma. Brahma là cái vị mà Đại Phạm Thiên á. Đại Phạm Thiên là còn gọi là, nếu mà mình cái thì gọi là đấng Thượng Đế. Đấng Thượng Đế. Và nếu mà ở bên đạo mà Thiên Chúa thì gọi là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời. Còn nếu mà bên Hồi giáo thì gọi là gì? Là Thánh A-la. Đó, thì tất cả những cái danh từ đó thì tùy theo cái tôn giáo thì họ tôn thờ cái vị nào đó. Thì cái vị đó gọi là tôn chủ. Rồi. Vật gì chủ ở đời? Đức Thế Tôn mới trả lời là thế lực chủ ở đời. Thì thế lực ở đây đó nó có hai khía cạnh. Một cái khía cạnh về cái quyền lực. Cái quyền lực. Và cái nữa là gì? Cái tài sản. Có những người á, sao họ có quyền lực nhưng mà không có cái tài sản. Tài sản không nhiều chứ không phải không có tài sản, không? Rồi có những người á thì cái tài sản rất là to lớn nhưng mà không có quyền lực. Ví dụ như
mấy ông mà đại bá hộ kia ha, à, tài sản là 80 triệu đồng tiền vàng ha. Đó thì cái đó là cái tài sản. Còn ví dụ như à, những cái vị vua, vị quan, à, hoàng thân quốc thích rồi đó, có nhiều khi cái tài sản không lớn, nhưng mà cái thế lực của người ta về cái địa vị trong trong xã hội thì nó cao. À, cho nên á là có những người á, họ dựa vào cái địa vị, à, cái quyền địa vị, cái quyền lực, à, trong xã hội. À, còn có những người đó thì họ dựa vào cái tài sản. À, đó, cho nên á là à, nếu mà những người mà bước mà sống ra không à, trong dòng hoàng tộc, hoàng thân quốc thích, à, hoặc là bà con nữa, không mà nghe tới người ta cũng nể rồi, không? Ví dụ như bây giờ mình có ông bác ông chú gì đó à, làm việc, mà nói ông cậu bà con, ông cậu bà con họ với tôi đó à, làm bộ trưởng, làm thủ tướng rồi ha, là có quy rồi, không? Đó, nó ớn rồi, nó nảy rồi, không? À, à là cái thời mà vua chúa, à, tôi là cháu họ với hoàng thân nha, à, à, là nghe là họ ớn rồi, họ nảy rồi, nảy là nảy cái vị thế, à, cái thế lực của cái ông kia. Nhưng mà này con cháu thôi, mình tránh nó đi, để nó về nó mát lại, là cũng sanh nhiều cái chuyện ha. Còn đối với những cái người mà họ có cái tài sản lớn á, thì sao? họ có thể đem cái tài sản đó để mà tạo cái thế lực cho mình ha. Đó, cho nên là tôi là cháu họ, là cháu bà con với ông đại bá hộ đó nè, tôi là cháu của ông cấp cô độc luôn ha, là mấy vị quan là cũng nảy đó, à, tôi là cháu của bà Quy Sa Kha rồi ha, là ta cũng nảy rồi. Những cái vị mà có tài sản rất là to lớn, à, thành ra cái thế lực đó ở đời nó là như vậy đó. À, ta nói sao, à, có nhiều lúc á người ta nể cái tài sản, à, dai mang túi bạc kè kè, à, nói bậy nói bạ, họ nghe rầm rầm, thấy không? Có nhiều khi á, người giàu có, à, nhưng mà họ nói không có đúng cái chân lý, à, nó không đúng quá đó. Nhưng mà vì sao? Vì người ta muốn nhờ giả, vì người ta muốn là có được những cái lợi ích gì đó, cho nên cái ông bá hộ này đó, ông nói những cái chuyện đó nó không phải, à, nó không có đúng, không hợp lẽ, nhưng mà vì cái tài sản không, người ta cũng vẫn nghe, không? Thành ra đó cái thế lực này nè, nó cũng là một cái điều quan trọng trong cái đời sống. À, cái vị thế đó, có đôi lúc nó cũng ảnh hưởng đến cái đời sống. À, quý vị thấy không? Cùng là một món đồ chất lượng như nhau, à, nhưng mà nếu mà cái cửa hàng này nó sập sệ, à, nó ở bên lề đường thì sao? À, nó rất là rẻ. À, rồi cũng một món đồ như vậy, chất lượng y nhau, không khác gì hết, nhưng trưng diện ở trong một cái cửa hàng,
rất là sang trọng, trong tủ kính rồi ha. Rồi những người mà phục vụ buôn bán ở trong đó, đó là những cái người mà là người mẫu rồi thế này thế khác, thấy không? Thành ra đó, cái món đồ này á, ở ngoài cái quán nhật, ở cái tiệm ở bên đường á, thì sao? Nó có 5 đồng thôi. Nó có 5 đồng à. Nhưng mà vô cái hàng, cửa hàng to lớn rồi, có máy lạnh rồi, những cái người phục vụ trang phục trưng diện thế này thế khác á, thì sao? Tới 500 đồng. Nhưng mà có nhiều khí á, cái món đồ ở bên lề đường nó rẻ vậy, nhưng mà ít người dòm ngó, ít người mua, không? Nhưng mà cái đồ mà nó mắc ở trong cái tiệm lớn á, nó mắc 500 đồng nữa. Nhưng mà người ta thích mua, người ta thích mua ở trong mấy cái chỗ đó. Thành ra đó, cái vị thế đó nó cũng quan trọng. Cho nên đó là sao? Mới có chức sắc thế này thế khác. Ok, để gì? Để tôn cái vị thế. Cái vị thế luôn. Có nhiều khi do những cái vị thế, thành ra nó là quan trọng. Cho nên á, là quý vị thấy bây giờ á, ở trong những cái cửa hàng lớn ha, bài trí rất là đẹp, nhưng mà sao, nhiều khi đồ dởm, đồ giả, không? Đó, thành ra mình đừng có nghĩ rằng tất cả những cái gì ở bề ngoài nó sang trọng, nó quý phái, nó đẹp đẽ là cái chất lượng nó tốt, chưa chắc. Cho nên đó là chúng ta phải biết ở những cái thế lực, những cái vị thế ở đời đối với xã hội á, thì cái thế lực, cái vị thế nó làm chủ, nó quan trọng. Nhưng trong khi mà chúng ta học Phật pháp á, thì cái điều quan trọng nó là cái chân lý. Cho nên là Đức Phật đã khuyên chúng ta là khi mà chúng ta nghe một cái điều gì, dù cái người đó là vua chúa, là hoàng thân quốc thích, là những cái gì mà đại giáo chủ mà nói, mình khoan, mình phải thẩm nghiệm lại, xem xét lại coi nó có đúng chân lý không, thì mình mới nghe. Còn thí dụ như cái mệnh lệnh của vua quan thì phải tuân thủ rồi, không? Còn mà những cái gì mà họ nói thế này thì khác, mình còn phải hỏi lại. Rồi vật gì, hàng quá gì là tối thượng, nữ nhân là vật tối thượng. Tại sao mà cái vị chư thiên hỏi là hàng quá gì tối thượng, mà Đức Thế Tôn nói nữ nhân là vật tối thượng? Điều gì thấy rằng có những lúc cái ở vào cái địa vị đó, cái công việc đó thì là quan trọng. Thí dụ bây giờ đó, quý vị thấy không, có những cái quốc gia đó, cái người nữ họ thiếu. Đó, thành ra đó, khi mà cái người nam mà muốn lập gia đình đó, thì phải đi tìm cái người nữ, thì lúc đó
là cái người nữ là cái vật quan trọng. Nha, tại sao? Tại vì á, ở thế gian này muốn mà lưu truyền những cái gia đình, những cái dòng tộc phát triển á, thì phải gì? Phải có người nữ. Mà người nữ đây là cái người mà sinh sản được đó. Không? Đó, thì cái người đó là cái vật mà cái người mà quan trọng. Tại vì tại sao cái thiên chức đặc biệt của cái người nữ, hay là nói nôm na là của cái giống cái đó, tại vì là duy trì về cái nòi giống, bảo tồn cái người nữ giống cái, thì nó có cái khả năng sinh sản. Cho nên mà đứng về cái khía cạnh mà để bảo tồn nòi giống sinh sản, thì cái nữ nhân là quan trọng. Rồi cái vật gì làm rỉ sét? Cái gì? Là phẫn nộ, là cái sự rỉ sét. Vật gì làm rỉ sét? Lưỡi kiếm ở trên đời. Thì phẫn nộ làm rỉ sét, lưỡi kiếm ở trên đời. Thì quý vị học ở trong pháp cú kinh á, không những cái phiền não không phải chỉ riêng là phẫn nộ không, mà ba cái tham sân si, hay là nói chung là những cái tâm bất thiện, nó là gì? Nó là rỉ sét. Nó là phiền não của ở trong tâm, làm cho cái tâm bị ô nhiễm, giống như cái thanh sắt, cái lưỡi kiếm. Nếu mà mình không có gìn giữ, không có mài dũa, lau chùi thường xuyên, thì sao? Thì sét nó xanh. Sét từ sắc xanh. Nhưng mà sét nó lại ăn mòn lại sắc. Cho nên đó là cái tâm của chúng ta đó, tất cả những cái phiền não là nó sanh khởi từ tâm. Nhưng mà khi mà phiền não nó sanh khởi lên rồi, nó làm cho tâm mê mờ, suy yếu, bị phiền não nó xài xử, nó khống chế. Giống như mà một cái thanh kiếm này, nếu mà không có gìn giữ, không có mài dũa thường xuyên để cho reset nó xanh, thì cái thanh kiếm này không còn sử dụng được. Vật gì ở đời này tác thành cõi địa ngục? Đó là kẻ trộm ở đời này tác thành cõi địa ngục. Thì cái kẻ trộm ở đây đó là nó chỉ chung cho tất cả những cái hành động, những cái nhân bất thiện, những cái hành động, những cái nhân nào mà nó không đúng theo pháp, nó gọi là phạm giới. Phạm giới thì đâu phải chỉ có cái trộm cắp mà đi địa ngục không, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì những cái tội này đều đi đến khổ cảnh, chứ không phải riêng cái tội mà trộm cắp không. Cho nên á, là chúng ta hiểu như vậy, tức là những chúng sanh nào đó mà hành động, nói năng, suy nghĩ những cái điều bất thiện, hay là gieo trồng tạo trữ cái thập ác nghiệp,
thì nó sẽ đưa những chúng sanh đó đến khổ cảnh hết. À, còn cái kẻ trộm là chỉ một trong những cái thập ác nghiệp mà thôi, chứ không phải phải là chỉ có kẻ trộm mới tạo thành cái địa ngục. À, rồi ai đem đi bị chặn, ai đem đi được ưa. Ở đây đó, nếu mà kẻ trộm mà nó đem cái tài sản đi, bị người ta bao vây, người ta chặn lại để ta lấy lại, đúng không? À, còn mà một cái vị tỳ kheo đó, vị này đi trì bình khất thực, được cái hàng tại gia cư sĩ và cúng dường. À, nhưng mà khi mà vị này mà đem cái vật thực đi trở về chùa, trở về tịnh xá, tịnh thất để mà dùng á, thì sao? Đâu có ai ngăn chặn. À, thì cũng là đem cái tài sản đi, vật thực nó cũng là một cái tài sản. À, nhưng mà đó, nếu mà đem một cách mà không đúng pháp, thì sẽ bị người khác, người ta ngăn chặn, người ta xử tội. Còn nếu mà mình đem bằng cái hợp pháp, đúng pháp, thì sao? Thì người ta rất là hoan hỷ. Đó, cho nên là ở hai cái nó trái ngược nhau. Mà nếu mà cái đúng pháp thì sẽ được mọi người hoan hỷ và quý trọng, còn mà phi pháp, không đúng pháp, sai pháp thì sẽ đem đến cái điều tai hại. Đó, thì phải bị hình lực của vua quan xử tội về cái sự mà trộm cắp chiếm đoạt cái tài sản của người khác. Rồi ai thường xuyên đi lại được kẻ trí quan hỷ, thì sa môn thường đi lại được kẻ trí quan hỷ. Thì hồi xưa quý vị thấy rằng hồi xưa đó, chư tăng thì thường xuyên là phải dân du đây đó, chứ chư tăng ít có ở một cái nơi mà cố định lắm. Tại cái điều kiện hồi xưa nó là như vậy. Ví dụ quý vị thấy trong kinh đó, Đức Thế Tôn cùng các cái chư thánh tăng cũng như tất cả các tỳ kheo thì thường xuyên dân du đây đó để truyền bá Phật pháp. Và cái đời sống hồi trước đó, nó không có vậy mà nó khó như bây giờ. Bây giờ mà đi từ một cái quốc gia này đến quốc gia khác phải có nhiều cái thủ tục, là phải xin là cái visa, cái thông hành mới được đi đến đó. Mà những cái quốc gia mà nó khó đó, thì phải trải qua những cái sự kiểm tra, phải phỏng vấn đủ thứ chuyện đó. Là nếu mà phỏng vấn mà trả lời mà đúng là mới được cấp cái thông hành, cái visa. Còn mà cái nếu mà trả lời sơ xuất mà không được đó, thì cũng không có đi được. Hồi xưa thì nó dễ, xưa đây thì nó dễ, đó, chỉ những cái quốc độ mà lớn đó, như mà Nga Thá, xứ mà Kiệt Đà của vua Bình Sở Dương đó, hay là những cái đất nước mà lớn lao đó, Trù Phú, thì mới có đặt
là những cái người mà canh giữ ở biên giới, chứ còn những cái tiểu quốc mà nhỏ rồi cái không có trù phú, không có giàu có thì sao, thì đôi lúc cũng không có cái người mà cầm phòng ha. Cho nên hồi đó cái dân du đi lại nó dễ hơn bây giờ à, còn bây giờ là phải nào phải làm thủ tục mà phải làm hộ chiếu rồi phải xin visa cái này thế kia à, đó thì mới đi được. Cho nên vì cái thời buổi à, lúc đó cái thuộc hành chính nó còn dễ dàng à, cho nên là chư tăng lúc đó thường xuyên dân du đây đó để mà à, hoằng hóa à, giáo pháp rồi à, đi đến cái khu rừng à, để an cư 3 tháng mùa mưa à, thành ra khi mà cái à, giáo pháp được Đức Thế Tôn à, chứng đạt rồi cái tăng đoàn được hình thành, thì từ đó đó cái công cuộc hoằng hóa được mở rộng à, đó cho nên là cái giờ lời giáo huấn đầu tiên đối với à năm vị à, thánh nhân Kiều Trần Như, thì Đức Phật nói sao à, mỗi người đi một ngã, không nên hai người đi một ngã. Tại sao? Tại vì hồi đó còn quá ít cái thời khởi đầu của tăng đoàn à, Đức Thế Tôn với năm vị nữa là ở thế gian này mới có sáu vị thánh nhân à, sáu vị thánh A La Hán à. Thành ra nếu mà hai vị mà đi chung một con đường đó thì nó uổng phí. Cho nên Phật mới gọi chị này à, về căn dặn là mỗi người đi một lượt à, để cái ánh sáng nó lan tỏa nhanh hơn à, thí dụ như bây giờ à, hai cái đèn mà để chung chỗ đó, thì nó uổng phí à, thay vì á, một cái đèn để ở cái phòng này à, một cái đèn để ở phòng kế bên à, thì như vậy á, nó cái ánh sáng à, được sử dụng một cách hữu hiệu tốt đẹp hơn. Còn giờ mình hai cái đèn mình để chung có một chỗ à, thì cái sự sử dụng cái ánh sáng nguồn sáng đó, nó không có hữu hiệu bằng à, cho nên là chư tăng hồi đó đó thì thường xuyên đi lại à, để hoằng hóa giáo pháp à, nhưng mà à, những cái người trí à, muốn tìm hiểu giáo pháp, muốn học hỏi à, để thực hành à, thì khi mà ở những cái trú xứ, những quốc độ, cái làng, những cái thôn xóm nào mà có được hình bóng của chư tăng á, mà đến những cái trú xứ đó, đó thì sao, những cái người trí à, những cái người mà có cái sự mong cầu tìm hiểu về Phật pháp á, người ta rất là hoan hỷ à, là như vậy. Thì đó là cái trong cái phần chánh kinh à, nhưng mà quý vị thấy rằng ở đời cái gì, cái nhu cầu người ta cần cái gì à, người ta cần cái gì thì cái vật đó là quan trọng à, chứ không phải là do cái vật đó, cái vật chất tạo nên cái vật đó mà nó là quan trọng à, thành ra trong cái chuyện dân gian đó, người ta nói là à, thằng bờm có cái quạt mo à, đúng không? Cái trời, lúc mà cái trời mà nóng, thời tiết nóng bức, không? Thì cái quạt mo đó, nó đâu có gì đâu quý,
Nhưng mà cái lúc đó mà cái trời quá nóng, mà muốn kiếm một cái gì để mà quạt, có được cái quạt mo là lúc đó cái quạt mo là quan trọng. Dù là cái quạt mo đi chăng nữa đó, nó cũng quý. Thấy không? Đó, chứ còn bây giờ mà đem cái quạt mo mà đi cho ta, ai mà thèm xài. Bây giờ người ta sử dụng là quạt máy. Quạt máy bây giờ thậm chí ta còn chê nữa. Có những cái loại quạt máy mà quạt phải có cái hơi nước, có cái thùng, có phun ra cái phun cái hơi xương đó, hơi nước mà nó phun ra để cho mát, không? Rồi cái quạt mà phun xương đó cũng chưa đó, phải gắn máy lạnh, đó. Anh ra đó, cái nhu cầu cần thiết thì cái đó là trở thành cái vật quan trọng. Cái người mà họ có cái nhu cầu mà muốn học pháp thì cái pháp nó quan trọng. Thì trong chuyện tiền thân đó, trong cái thời kỳ mà Bồ Tát lúc đó là không có cái giáo pháp xuất hiện ở thế gian, thì lúc đó là Bồ Tát đang làm vua ở một cái quốc độ. Thì quý vị biết rằng lúc đó Bồ Tát suy tư muốn tìm hiểu về cái bát quan, bát quan trời giới. Cho nên là Bồ Tát mới rao truyền là nếu mà ai có khả năng, ai có điều kiện mà giảng giải cho Bồ Tát nghe về cái bát quan trời giới thì Bồ Tát sẽ chia nửa gian sang, chia nửa gian sang. Nhưng mà trải qua một cái thời gian rất là lâu, rất là lâu mà không có ai có cái khả năng để mà giảng giải cái bát quan trời á. Rồi Bồ Tát cứ suy tư phiền muộn về cái điều cần mong cầu, mình cần tìm hiểu mà sao mà thế gian này không có ai giải đáp được. Lúc đó vua trời Đế Thích mới làm một cái khúc gỗ trầm hương. Trên khúc gỗ trầm hương nó có khắc cái tám cái giới để thực hành bát quan trời giới. Rồi một cái người đó có phước có duyên, khi mà họ đi chài lưới ở trên biển đó, thì cái khúc gỗ này đó nó phát ra ánh sáng, nó phát ra ánh sáng, thì cái người mà chài lưới này đó mới vớt cái khúc gỗ đó, thì thấy những cái điều này đó quan trọng, đem về mới dâng cho đức vua. Đức vua là Bồ Tát đó. Thì sau khi mà ngài hiểu biết được cái ý nghĩa rõ ràng của bát quan trời rồi đó, thì sao ngài mới từ bỏ. Hồi đó là chia nửa gian sang, nhưng mà bây giờ giao luôn, giao cái ngai vàng tại quần thần thưởng ban thưởng cho cái người mà chạy lưới này rồi đó, rồi giao ngai vàng lại cho quần thần bác đi xuất gia luôn đó. Thành ra đó cái vật mà nó trở thành quan trọng hay không quan trọng đó, là không phải do vật chất đâu, mà do cái nhu cầu cái lúc đó, đó. Phải không? Cái người mà họ bây giờ họ đang đi trên sa mạc, cái nhiệt độ nó nóng bức, cái người này đang khát nước, họ đang khát nước, họ đang đói, đúng không? Mà đem bây giờ cho họ vàng, cho kim cương ngọc quý, họ đâu có cần, mà lúc đó chỉ cần cho họ một chén nước
thì lúc đó là cái chén nước nó là quan trọng nha. Chứ còn mà lúc đó mà vàng bạc kim cương rồi gì đó nó không quan trọng, không? Cái người mà họ đang đói, nhiều người ngày không được ăn, họ đói lả nha. Bây giờ mà đem cho họ vàng bạc kim cương họ đâu có cần, mà cho họ dù một chén cơm nguội, một chén cơm nguội, thậm chí cơm mà nó hơi có mùi chút, nó chưa có thiêu hẳn, nó hơi có mùi chút, họ cũng mừng. Đó, thành ra đó, cái vật mà quan trọng không quan trọng là không phải do cái phẩm chất, mà do cái nhu cầu, cái nhu cầu lúc đó, không? Đối với những người có cái tâm mà tầm cầu, học hỏi Phật pháp, không? Thì cái giáo pháp nó mới là quan trọng. Chứ còn mà đối với những người mà họ có xu hướng, họ chạy theo vật chất, thì cái giáo pháp này đối với họ đâu có nghĩa lý gì, họ đâu có cần. Đó. Cho nên là khi mà trong đời sống mình biết được cái người này đó, họ đang cần về cái gì, đang cần gì, về cái phương diện gì, về phương diện vật chất hay là tinh thần, mà mình có thể mình hỗ trợ, mình giúp đỡ mà đúng cái nhu cầu cần thiết của ta đó, thì lúc đó người ta rất là hoan hỷ, ta vui mừng, ta cảm thấy hạnh phúc, thấy không? Đó. Chứ còn hồi lúc mà người ta cần cái điều này mình đem đến cái điều khác thì người ta đâu thích đâu, thấy không? Cho nên là ông bá hộ, ông sẵn sàng, ông đổi những cái vật rất là quý, là một bè gỗ lim gì đó, con chim đồi mồi đó, chỉ đổi những cái vật quý, giá trị cao, chỉ để lấy cái quạt mo thôi. Thì lúc đó nóng quá, không có gì để mà giảm bớt được cái sự nóng bức của thời tiết. Lúc đó là cái quạt mo là quan trọng. Cho nên nó là một bè gỗ lim, con chim đồi mồi là không cần thiết. Nhưng mà lúc đó bơm á, nó đang đói bụng, không? Thành ra đối với nó lúc đó là cái nấm sôi là nó quan trọng. Chứ còn mà nhà cao cửa rộng là một bè gỗ lim với con chim đầu mồi gì đó thì nó quý thiệt. Nhưng mà bây giờ là không có gì bằng cái nấm sôi hết. Cho nên là ông bá hộ cho bơm một nấm sôi là bơm cười liền, đổi liền. Này, tại vì nhu cầu nó hợp lẽ nha. Ông này thì cũng cần cái gió mát, còn bờm nữa thì cái nhu cầu đang đói bụng. Giờ không có gì ngon bằng, không có gì quý bằng cái nấm sôi. Còn ông bá hộ thì không có gì mà quý bằng cái quạt mò để mát chút ha. Đó, thành ra đó chúng ta hiểu, thành ra đó khi mà trong đời sống chúng ta bố thí hợp thời, bố thí hợp thời là mình đem đến cái phước báo to lớn, cái nhu cầu của người ta đang cần mà, cho nên là ta nói gì, khi mà người ta đang đói đó, thì mình cho người ta một chén cơm, rất là quý, nhưng mà khi mà người ta mà đầy đủ giàu có phủ phê đó, mình đem lại một nồi cơm, một tạ cũng người ta cũng không cần nữa, ha. Ngay cái khi mà cái nhu cầu cần thiết của cái đời sống người đó họ cần á, thì mình bố thí hợp thời, thì
làm cho người ta cái rất là hạnh phúc, người ta hoan hỷ. Cho nên là bố thí hợp thời đó, là cũng là một cái phước báo to lớn. Cho nên là chúng ta phải biết như vậy. Chúng ta làm những cái việc mà hợp thời, đúng lúc, đúng thời thì sẽ đem đến cái lợi ích. Cái người mà họ mong muốn, họ mong cầu tìm hiểu giáo pháp mà mình không nói thì làm cho cái giáo pháp nó bị tiêu hoại, thấy không? Lúc đó mình cần phải giảng giải, hướng dẫn, chỉ dẫn cho người có được cái hiểu biết, gọi là gì, là mình làm xiển dương giáo pháp, làm cái cho cái giáo pháp này nó sáng tỏ, không? Còn cái người mà họ không có muốn giáo pháp, mà mình cứ đi theo mình chỉ dẫn giảng giải họ, là họ nói mình cái đồ khùng nữa, không? Thành ra đó, lúc đó mình làm cho cái giáo pháp nó mất cái gì đi, cái giá trị cao quý. Cho nên đó, là nói pháp thì phải nói đúng thời, nói đúng lúc, nói hợp lẽ, nói đúng chân lý. Thì cái đó là chúng ta có sự tôn kính giáo pháp. Rồi đối với những người mà họ không có sự nhu cầu tìm hiểu giáo pháp thì mình đừng nói hết. Thành ra sao? Có những lúc á, đối với những người mà có nhu cầu, có sự mong muốn, thì mình giúp mình cho không được. Nhưng mà người ta rất là quý. Còn đối với những người mà họ không có nhu cầu, thì mình dù mình năn nỉ họ, họ cũng không cần. Cho nên là chúng ta phải hiểu biết trong cái đời sống, chúng ta phải hỗ trợ giúp đỡ cho những cái người mà họ đang cần, thì những cái sự hỗ trợ, cái sự giúp đỡ mình mới đem đến cái lợi ích cho người đó. Bây giờ người đang bị phiền muộn, người đang khổ đau, mình chỉ cần mình đến, mình hỗ trợ cho họ, mình dẫn giải, mình giải thích, mình chỉ dẫn cho họ để cho họ vượt qua được cái khổ đau phiền não đó, thì họ cũng rất là hoan hỷ, họ rất là biết ơn. Chứ còn mà cái họ đang an vui hạnh phúc rồi, họ đang thích thú trong cái đời sống, họ đang thỏa mãn với cái vật chất, với những cái tinh thần mà họ đang có. Mà mình lợi mình nói bát chính đạo là quý lắm, tứ diệu đế là cao thượng lắm, thế này thế khác họ đâu có thèm nghe. Cho nên là chúng ta phải biết tùy thời, tùy thời mà mình nói pháp, tùy thời mà mình chia sẻ, tùy thời mà mình hỗ trợ để đem đến cái lợi ích tốt đẹp trong đời sống, thì chúng ta gọi là bố thí hợp thời, làm việc thì đúng thời, đúng lúc thì nó sẽ đem đến cái lợi ích tốt đẹp. Thì đó là cái ý nghĩa trong cái lời dạy của Đức Phật trong cái đoạn thứ 7 này. Tôn chủ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bóp bài lên để những vị đến sau có được cái hiểu phần chánh kinh. Với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể căn ngang, và chúc tất cả quý tôn nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui. Cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ thì xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ
về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy giá. Sa thú lành thai, à không ai cho nhục mình chút xíu nha, lỡ cẩm bịch rồi. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn chị Metta. Dạ, con cũng xin thay mặt đạo tràng cùng thỉnh sư dùng nước ở tiền hữu ạ. Sư nghỉ ngơi chút xíu để có những bàn tay rồi sư trả lời, để trả lời cho những bàn tay này ạ. Rồi. Mời Hồng Mai nha. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ con kính đảnh lễ sư pháp thượng tọa Pháp Thanh. Dạ con có một cái câu hỏi này về cái vật gì chủ ở đời. Đó là thế lực chủ ở đời, cũng như sư thượng tọa Pháp Thanh đã giảng dạy cho chúng con là tôn chủ là những cái gì mà người ta cung kính, tôn trọng cao thượng nhất. Trong như là trong cái ở nước chúng ta là cũng có nhiều tôn giáo như Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Đạo Tin Lành, rồi Minh Tắc Tâm, rồi Hồi giáo, thì những cái vị tôn chủ của họ thì họ cảm thấy là họ cung kính và họ rất là tôn trọng. Nhưng mà giả sử như là những cái người vị mà theo những cái đạo khác nhau như vậy, nhưng mà trong đó họ có những cái người tốt, người là lương thiện, người rất là tốt trong và giúp đỡ cho mọi người, thì giống như là nói là tham ma là cái pháp là những cái vậy gì mà xảy ra xung quanh chúng ta. Vậy thì những người như vậy khi họ làm những cái việc thiện, mặc dầu khác tôn giáo nhưng họ vẫn được pháp bảo vệ, phải không thưa sư? Dạ con xin sư giải thích giùm con ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Thì đứng về cái tục đế thì sao? Thì tôn giáo nó chia ra làm nhiều phái ha. Nhưng mà nếu mà đứng về cái tốc độ mà nhân quả thì nó có hai: thiện và bất thiện, hay là mình gọi là pháp đó. Thấy không? Thì pháp đó, nó luôn luôn công bằng và sòng phẳng, nó không có phân biệt là Tin Lành, Thiên Chúa, Hindu, Muslim. Ai gieo thiện thì được quả an vui, ai gieo bất thiện thì nhận lấy khổ đau. Thấy không? Bây giờ nè, bây giờ cái người nông dân họ gieo giống, bất cứ cái người đó theo một cái tôn giáo nào, Tin Lành hay là Thiên Chúa hay là Cao Đại hay là cái gì đó, hả, mà họ gieo cái giống mà lúa tốt, lúa thơm, lúa mềm dẻo thì họ nhận được cái quả là cái gạo thơm, gạo dẻo. Còn cái người này dù là họ đeo theo cái tôn giáo nào mà họ gieo trồng những cái hạt giống gạo đỏ, gạo nó cái giống lúa nó không có tốt, nó cho cái gạo cứng, thì mai mốt họ phải nhận lấy cái gạo đỏ, gạo cứng thôi. Này, nó không có phân biệt. Không phải là ông hoàng thân mà ông gieo cái hạt giống xấu rồi ông được gạo ngon, mà cái người mà chiên đà la, cái người mà nô lệ mà gieo cái giống
cái giống ngon mà họ họ phải nhận cái gạo thô xấu, không có. À, cho nên là cái định lực về nhân quả nó rất là công bằng và sòng phẳng. À, thấy không? Quý vị thấy đó, cái trải qua cái đại nạn, cái bệnh dịch COVID trên thế giới, không quý vị thấy nó có từ nay một ai đó, từ trong hoàng cung, từ những ông tổng thống bộ trưởng, à, cho đến những cái người mà cùng bơ cùng bất cùng đinh, à, hảo mà hỏng khéo, hỏng khéo là dính là nó quật cho thê lương hết. Đó, cho nên chúng ta mới thấy rằng đó, tất cả mọi chúng sanh, à, không cái vấn đề mà tôn giáo đối với cái định luật nghiệp báo không có nên một ai nhá. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng đó, cái điều đó để chúng ta thấy rằng cái đối với cái định luật nhân quả nghiệp báo nó rất công bằng sòng phẳng. À, gieo ba cái nhân lành, ha, mà gieo bảy cái quả, gieo bảy cái nhân bất thiện, thấy chưa? Là anh phải nhận ba cái quả an vui, nhưng mà phải nhận bảy cái quả khổ đau. À, chúng đó là gieo ba cái nhân lành, bảy cái nhân bất thiện, thì bây giờ bỏ qua ba cái, anh nhận bốn cái quả khổ đau thì không được. Hả, mà anh gieo cái nào là anh phải nhận lấy quả đấy. À, cho nên đó là trong đời sống sao, à, nếu mà hiện tại chúng ta gieo nhân những cái chủng tử có trắng có đen, à, có thiện có bất thiện, thì sao chắc chắn cái quả dị thục mà có an vui mà cũng có khổ đau, à, nó là công bằng sòng phẳng vậy đó, không có ngoại lệ, không có trừ tôn giáo, hoàng thân quốc thích là vua chúa vậy đó. À, chúng ta phải hiểu vậy. Thành ra đó, các cái pháp, cái sự vận hành của pháp, cái định luật, nó mới là chân lý. Cho nên cái lời dạy của Đức Phật cách nay là hơn 2600 năm rồi, nhưng mà tới bây giờ người ta thấy vẫn nó là chân lý. À, là gì? Cái định luật của nhân quả nghiệp báo là bất di bất dịch. À, rồi định luật về nhân duyên nó cũng bất di bất dịch. À, định luật về tam tướng vô thường, khổ vô ngã, à, nó cũng là bất di bất dịch. À, để từ đó chúng ta mới thấy được cái những cái lời dạy của Đức Phật là cao cả. À, giúp chúng ta hiểu biết, đạt được cái chân lý cao thượng, à, là ở chỗ đó đó. À, thành ra đối với những cái chân lý thì nó gạt qua hết tất cả những cái tri kiến, những cái định đặt tục đế. À, quý vị thấy rằng đó, vô thường khổ vô ngã đâu phải chỉ có trong Phật giáo mình không, mà tất cả những chúng sanh khác, dù cho là tinh lành Thiên Chúa Hồi giáo, là thừa cao đại bất tâm bất tiết gì đó cần biết nha, nhưng mà cũng chịu cái sự vận hành, à, của cái định luật tam tướng ở thế gian này nha. Cái định luật mà nhân quả sanh diệt là cũng vậy. À,
ra để từ đó mà chúng ta có một cái niềm tin, cái giáo pháp của Đức Thế Tôn tìm ra, cái lời dạy của Đức Thế Tôn, của các bậc trưởng lão, các bậc thánh tăng, các cái vị trưởng lão đáng tôn kính, là đúng chân lý, để chúng ta nỗ lực thực hành. Xin giải thích cái sắc mắt của Hồng Mai. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con kính tri ân thần Phật Pháp Thanh đã giải thích rõ câu hỏi của con, và bây giờ con đã hiểu rõ lại. Dạ, con kính tri ân Ngài. Dạ, con xin nhắc xin nhiều cho vị kế tiếp ạ. Dạ, vì không thấy ai lên hết thì con xin hỏi sư một câu hỏi nữa, là như là trong câu nói là hàng hóa vì tối thượng, thì nữ nhân vật tối thượng, thì có những cái quốc gia đó là người nữ thường bị là xem thường, coi như giống như là người coi như là cái vật để mà truyền giống, là truyền cái nòi giống, và cái cuộc sống của người nữ là phải chịu lệ thuộc vào cái người nam, và họ chịu rất là nhiều sự áp bức của cái người nam, vì cái người nam là làm chủ quyền cái trong gia đình. Và giống như là ví dụ như là ở Bangladesh thì con hiểu thì những người nữ là rất là khổ, và đó là một đất nước mà Hồi giáo nhiều hơn là Phật giáo, và người nữ thường bị coi như là thấp, rất là thấp. Và có những người nữ thưa sư là họ không theo Hồi giáo mà họ hướng về Phật giáo, nhưng mà giống như cái tư tưởng Hồi giáo nó đặt nặng quá trong cái đất nước đó, cho nên là người nữ không được chấp nhận để mà đi tu. Thì có một những vị sư họ tranh đấu cho cái quyền là được đi tu của người nữ. Vậy thì cái vị sư đó làm đúng hay là đã sai à, thưa sư? Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thầm Thầy giá, Nam mô Sanh Thầy giá. Thì khi mà Đức Thế Tôn đạt đến cái bậc gọi là chánh đẳng chánh giác, Ngài đã tìm ra cái giáo pháp. Thì Ngài nói là không có giai cấp trong cái con người mà máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn, không có cái sự phân biệt giữa nam và nữ. Giáo pháp là để dành cho tất cả chúng sanh, không? Hay là trong cái bài tiên ngôn người ta nói rằng tất cả mọi người đều được cái quyền là sống an ổn và hạnh phúc, không có phân biệt người nam người nữ gì đó. Không? Đó, khi mà chúng ta trong thế gian này chúng ta có cái hiểu biết đó, thì chúng ta phải tôn trọng dù là người nam hay người nữ gì cũng vậy. Nếu mà bây giờ người nam là quan trọng, không? Nhưng mà có những cái việc mà người nam không thể làm được. Đó, thành ra đó, ở thế gian có những cái quốc gia, những cái tập tục ở những cái quốc độ đó, có những cái
cái nơi mà họ đó là con theo họ mẹ. À, tài sản là mẹ để lại cho con gái. À, thành ra đó, cái người nữ ở những cái quốc độ đó thì người nữ là quan trọng. À, chứ còn còn có những quốc gia ấy, thì cái tập tục của họ là họ trọng người nam, à, trọng nam khinh nữ. À, thì lúc đó đó là sinh ra con trai là họ rất là mừng, rất là quý. À, nhưng mà sinh con gái ấy, họ buồn. Đó. Đó, thành ra đó, thành ra cái đó là do cái tri kiến, cái sự chấp thủ của cái dòng tộc, của quốc độ. À, thành ra quý vị thấy rằng đó, trong Phật giáo, à, rất công bằng và sòng phẳng. À, những vị nào tạo trữ công đức phước báo, à, tạo trữ các ba la mật đầy đủ thì sẽ đạt đến đạo quả không kịp. Đúng không? Đó, có những việc mà người nữ không thể đạt đến thôi, ngoại trừ ra, à, như là chánh đẳng chánh giác, à, vua chuyển luân thánh vương, à, rồi hay là ma vương gì đó, à, thì người nữ không thể làm. Nhưng mà cái đạo quả giải thoát là a la hán chứ tỳ khưu tăng cũng đạt được, mà bên tỳ khưu ni cũng đạt được. Không? Đó, rồi những cái vị mà thượng thủ sinh văn đó, ở trong tâm chúng đó, thì có ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Tuyền Liên, à, nhưng mà những cái vị tỳ kheo ni mà quảng bác trí tuệ thì cũng được Đức Thế Tôn ban thưởng, là những cái vị mà có khả năng, có điều kiện, à, về cái lãnh vực đó, ví dụ như đệ nhất về thuyết pháp, đệ nhất về thần thông, à, vân vân, rất là nhiều. À, thành ra đó, có một số cái khía cạnh, à, ở những cái quốc độ theo cái truyền thống chế định, à, thì họ trọng nam khinh nữ, hoặc là có những cái quốc độ thì họ là trọng người phụ nữ, à, nhưng mà cái người nam thì nó không quan trọng, không? Thành ra cái đó là tùy theo. À, ví dụ như bây giờ á, là ở Việt Nam này, nhưng mà có những cái bộ tộc, ví dụ như cái người ED đó, ở trên vùng Buôn Mê Thuột á, thấy không, là cái người phụ nữ là phải đi cưới chồng, à, người phụ nữ đi cưới chồng, nhưng mà cái tất cả những đứa con đều mang theo họ mẹ, à, gọi là mẫu hệ đó. Rồi đó, cái tài sản đó, thì mẹ nó chia cho mấy đứa con gái, còn mấy anh con trai đó là người nam đó, khi mà cưới vợ là ăn theo, là phụ thuộc vào người vợ, tài sản là vợ giữ hết, à, người nam không có gì hết. À, đó, thành ra đó, cái đó là nó tùy theo, nhưng mà đa phần ở trên thế giới này đó, thì họ theo cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ. Thấy không? Nhưng mà quý vị thấy rằng đó, trong những cái cơ quan mà đòi hỏi về những cái lĩnh vực mà cao như ở NASA rồi đó, cũng có người nữ làm việc vậy, cũng có những cái kỹ sư, những vị tiến sĩ là người nữ làm việc ở trong những cơ quan đó, rồi những cái nhà du hành vũ trụ, những cái phi hành gia đó,
đi lên những cái trạm không gian để mà nghiên cứu rồi gì đó, cũng có người nữ chứ mà không có không. Thành ra đó, cái đó những cái sai lầm, những cái tri kiến, những cái tập tục nó không đúng thì cần phải loại bỏ. Thành ra đó, đạo quả là cái gì? Là sự nỗ lực thực hành, tạo trữ đầy đủ các cái phước báo, các cái pháp độ, chứ không có phân biệt là người nam mới chứng đắc mà người nữ mới không chứng đắc. Thành ra đó, cái vấn đề quan trọng ở đây là cái sự thực hành. Bây giờ mình ráng cố gắng, mình nỗ lực thực hành, mình đủ khả năng để sát trừ những cái phiền não, thì mình cũng thấy đạt đến những cái tầng thánh hữu học. Mà nếu mà mình nỗ lực đạt đến những cái pháp cao thượng, thì mình cũng vẫn đạt đến thánh đạo A-la-hán. Thành ra đó, không có quan trọng cái vấn đề mà phải trở thành người nam mới tu được, người nữ tu không được. Đó. Thành ra người nam hay người nữ đều có thể giải thoát, đều có thể đạt đến đỉnh cao của trí tuệ, chứ không phải chỉ có người nam đạt được mà người nữ không đạt được. Nhưng mà có những cái gọi là ngoại trừ, nhưng mà cái số đó là rất ít, nó đòi hỏi cái sự nỗ lực rất là lớn. Thấy không? Cái gì thấy đó, có những cái chiếc mà phi thuyền quả tiệm do cái năng lượng nó tích trữ, nó có thể đạt đến, thiếu gì bây giờ những cái phi thuyền nó có thể đưa đến mà cung trăng sao quả. Nhưng mà nếu mà cái năng lượng mà tích trữ nhiều thì nó có thể đạt đến những cái hành tinh xa hơn nữa. Thành ra do cái năng lượng của cái quả tiễn, cái phi thuyền đó, nó tích trữ, chứ không phải cái quả tiễn, cái phi thuyền nào cũng có thể đạt đến cái mục đích. Do cái năng lượng mà cái đó nó tích trữ đủ. Thành ra chúng ta hiểu như vậy. Còn cái vấn đề mà cái tập tục ở thế gian, tùy theo duyên nghiệp của mỗi chúng sanh, do duyên, do nghiệp, chúng sanh này tục sanh ở những cái quốc độ đó, thì phải lệ thuộc, phải phụ thuộc vào những cái tập tục, những cái chế định, nhiều đời nhiều kiếp, những cái chế định ở trong cái dòng tộc, thì mỗi chúng sanh nó có duyên nghiệp khác nhau. Nhưng mà đối với pháp, đối với đạo quả giải thoát thì không có phân biệt, không có giai cấp, cũng không có người nam người nữ gì hết, nó rất công bằng và sòng phẳng. Xin giải thích cái thắc mắc của cô Hồng Mai. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con kính tri ân sư Pháp Thanh đã giải đáp thắc mắc cho con ạ. Dạ, bây giờ con đã hiểu rất là rõ, xin cảm ơn Ngài. Dạ, con xin mời anh chị em đạo hữu ta như câu hỏi đến sư ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Xin nhường cho vị kế tiếp. Dạ, sa thú, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân đường đạo Pháp Thanh.
là từ bi giảng dạy câu hỏi của Hồng Mai. Dạ cảm ơn Thiện Vũ, dạ Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ Nam Mô Bích Hai, dạ dạ cô tu nữ Tây Duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không cô? Kính lễ cô tu nữ Tây Duyên dự vào đạo tràng. Dạ cô có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Alo alo, cô tu nữ Tây Duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nhật Quỳnh thấy cô vô là Nhật Quỳnh phát bài lên để cho cô được đọc bài để cô có thể hỏi với thượng đạo phát thanh. Dạ bây giờ cô Tây Duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Rồi không thấy tín hiệu gì hết. Dạ dạ trong đạo tràng có vị nào có câu hỏi không ạ? Vị nào có câu hỏi trong cái bài pháp ngày hôm nay không thì kính mời bằng tay ạ. Nhìn thử Từ Tâm ơi, Từ Tâm có câu hỏi không? Từ Tâm ơi, Từ Tâm núp lùm ngang. Xích Tinh Phụng có câu hỏi không? Có cần Nhật Quỳnh bớt bài của Thượng Tọa Pháp Thanh giảng ra không? Còn không có thấy câu hỏi. Chị thấy không có thấy tạo trạng nhúc nhích. Bà Sư, trong cái bài pháp ngày hôm nay thì con nghe Sư giảng rồi nghe hai câu hỏi của Hồng Mai thì con cũng hiểu. Nhưng mà con có câu hỏi của con ngoài vấn đề này, nó cũng làm cho con hơi bị phân vân. Con cung thỉnh Sư chỉ dạy giùm cho con. Thí dụ như mà nói cái đường Phật giáo Nam truyền thì cho nó dễ đi. Dạ. Thí dụ bây giờ trong cái đường Phật giáo Nam truyền này nè, thí dụ như Sư mỗi lần Sư giảng thì Sư cũng nhắn con hôm nay Sư vào giảng bài nào, hoặc là Sư có bận việc gì thì Sư cũng nhắn Sư bữa nay Sư không vào giảng được. Thì nói chung là con thường liên lạc với Chư Tăng lắm. Nhưng có một cái vấn đề là con thường liên lạc Chư Tăng rồi con cũng lo lắng cho rung. Con cảm thấy là hơi bị nhiều ở Phật Sư. Tại vì có một vị sư phiền hà, có nghĩa là con Phật tử tại sao mà cứ đi thỉnh mời Chư Tăng. Thì có hai vị đây con. Một vị thì khuya, một vị thì đầy. Con cũng đang rất là phân vân. Một vị thì khuyên, một vị thì đầy. Nó tại sao mà phải lo lắng nhiều như vậy? Nếu mà Phật tử mà người ta không có đủ duyên nghe pháp thì cũng là cái duyên của người ta. Còn quý sư vào giảng thì quý sư sẽ có trách nhiệm. Quý sư vào giảng mình đừng có mà kêu bằng là giống như lấn sân vậy đó. Dạ, tại vì có vị nói con là tại sao Phật tử, mình là Phật tử mà sao phải cứ thỉnh. Thành ra thì cái vị đó đây con là mình đừng có làm nhiều quá, mình sẽ bị phiền não. Thay vì mình để cái thời gian đó thì mình học kinh, mình tập thiền, mình làm cái gì lợi ích cho mình đi. Chứ nếu mà mình cứ quan tâm với cái room nhiều quá, mình mất nhiều thời gian thì coi như là đây còn bị phiền não nữa thì mình mất cái thời gian tu tập. Nhưng mà con cảm nhận được là mấy người trong ban điều hành người ta cũng cần con. Có nghĩa là cái Nhật Quỳnh ơi làm này, Nhật Quỳnh ơi thỉnh vị kia, hay Nhật Quỳnh ơi như thế này, Nhật Quỳnh yên thế kia. Thì thực sự con cũng rất là không có, rất là bận rộn. Nhưng mà con mới đem cái việc đó con hỏi một vị nữa. Tại vì con hay hỏi Chư Tăng lắm. Nào, con hỏi một vị khác thì cái vị đó mới nói là cô Nhật Quỳnh nên làm đi, cứ tiếp tục từ đó giờ làm sao thì bây giờ cứ như vậy mà làm. Mình làm một thời gian nữa đi, coi phản ứng quý sư ra sao. Rồi nếu cần nữa thì mình hãy nghỉ. Chứ bây giờ mình nghĩ như vậy thì làm cho cái rung nó hụt hẫng.
như vậy thì mình cũng không có tạo được công đức. Và câu hỏi của con đó bà sư, con phải nên làm như thế nào? Một là mình lấy hết sức mình của mình ra để mình thỉnh giảng sư vào room cho Phật tử nghe pháp. Rồi hai là mình cứ vào, mình có chư tăng vào thì mình thỉnh chư tăng, thì mình đưa bài lên cho ban điều hành. Còn không có chư tăng vào thì mình cứ dược đẩy băng cho Phật tử nghe kinh. Sư chỉ dạy giùm con làm cái điều nào cho đúng để lợi mình và lợi người bạch sư. Sư giúp cho con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Mày á, Nam mô Sằng Thầy á. Thì Đức Phật đã dạy mình làm cái gì mà lợi mình, lợi người thì cái điều đó là cái điều tốt đẹp mình nên làm. Mình làm mà với cái tâm đang hỷ, đạt được những cái lợi ích tốt đẹp thì mình làm, phải không? Thí dụ như mình không có quá ôm đờm, làm mà quá sức cũng được. Nhưng mà mình nói thôi bây giờ tôi lo tôi tu tôi cũng làm thì cũng không phải. Thành ra đó cũng tùy lúc, trong cái điều kiện sức khỏe, trong cái hoàn cảnh, trong cái điều kiện trí tuệ của mình á, là mình làm vậy thôi. Thành ra đó sư cũng nói là sư không nói là sư làm, sư cũng nói là sư không làm. Rồi đó ngài hòa thượng á, ngài dạy gì không, cái việc cần làm trước. Giờ mình xét thấy là hôm nay đó có cái công việc này nó cần thiết phải làm cho chùa, cái phục vụ chư tăng, thì bây giờ mình phải dành ra cái mình làm cái công việc này trước đó. Thành ra đó có những lúc mình phải phục vụ ba cái pháp: phục vụ pháp học, pháp hành. Nó điều hòa nha. Bây giờ mình nói mình hành không á thì ai phục vụ cho mình hành? Mà mình phục vụ không mà nói thôi tôi bây giờ công quả, tôi giờ tôi công quả tôi không tu thì cũng được. Đó, mà bây giờ á mình nói thôi giờ tôi học không ai, tôi không có công quả thì cũng không được. Cho nên là ba cái pháp này đó mình phải cho nó vận dụng, cho nó điều hòa. Không có nghiêng về cái nào quá mà bỏ cái nào. Nghiêng về cái phục vụ công quả mà không học không hành là cũng cực đoan. Nghiêng về cái học, nghiêng về hành mà bỏ công quả cũng là cực đoan. Cho nên đó là mình làm như thế nào đó, mình cảm thấy bây giờ mình chia thời gian ra, cũng có học, trong khi mình phục vụ mình cũng học. Không? Rồi trong khi mình phục vụ mình cũng có tu tập. Mình tu tập trong cái sự phục vụ, mình tham nhẫn người này nó này người kia nó khác đủ thứ chuyện. Người ta nói là về cái khía cạnh của người họ nhận thức,
chứ họ đâu có ở trong cái điều kiện của cô để họ biết. Không, thành ra đó, cái việc mà cái dư luận ở bên ngoài là nó không quan trọng. À, chính mình á, mình hiểu biết mình làm vừa sức với cái điều kiện, cái trí tuệ, cái sức khỏe của mình. À, thành ra đó Đức Phật mới nói, mình giúp đỡ người ta, nhưng mà mình phải nhớ là mình ráng giúp đỡ mình. À, mình lo cho người á, nhưng mà phải nhớ mình phải lo cho mình nữa. Đừng có quên, đừng quên lo cho người khác, không lo cho mình thì cũng được. Mà bây giờ mình cứ chăm chú mình lo cho mình không, mà mình không giúp đỡ lo cho người khác thì cũng không phải. À, thành ra đó, giữa cái lo cho người, phục vụ tam bảo và cái lo cho mình, lo học, lo tu, à, thì cái đó là hai cái nó phải hài hòa, nó cân bằng với nhau, là mình thấy mình hoan hỷ trong cái phước phục vụ, mình thấy mình hoan hỷ trong cái Phật học, Phật hành của mình. À, nó không có nghiêng về bên nào hết. À, thì như vậy đó, mình cứ làm, không? Chứ người ta đâu có ở trong cái hoàn cảnh của cô. Người ta hiểu ra, người ta nói là người ta đứng ở cái khía cạnh của người khác, người ta nhận định mình. Thành ra cái đó có nhiều khi không chính xác. Thấy không? Hai ông đệ tử đứng ở trên cầu, ông thì ông nói chứ, mấy con cá lội tung tăng vui nữa ha. Ông này ông nói chứ sao ông biết, ông vua ông biết mấy con cá nó vui. À, rồi cái ông này mới trả lời lại, ông không phải là tôi sao ông biết. À, rồi hai ông cãi nhau đã đời hồi ông thiền sư ra mất rầy. À, thành ra đó, người ta chỉ đứng ở cái khía cạnh của ta đã nhận thức. Cái ông này á, ông đứng trên cầu, ông nhìn mấy con cá lội tung tăng, ông cho là vui, là ông nhận xét theo cái khía cạnh, cái lúc đó cái tâm ông á, nó vui vẻ, thì ông nhìn mấy con cá, ông thấy nó là vui. Còn cái ông kia đó, cái tâm cũng đang bực bội, không? Thì nghe ông này nói á, ổng bực thêm, ổng nói là không phải là con cá mà sao biết nó vui. À, đó, thành ra đó, cái sự mà nhận định của người ta đó, là người ta nhận định theo cái khía cạnh, cái góc độ, cái tâm trạng của họ. À, còn cái công việc mình thì mình mới là người hiểu biết. À, mình biết, mình thấy rằng bây giờ mình sắp xếp cái thời gian, cái công việc này để phục vụ tam bảo, phục vụ Phật pháp, phục vụ cho chư tăng, để mình cũng tạo phước. Và trong cái sự phục vụ này đó, mình cũng dành cái thời gian ra để mình học, mình tu, để nó có sự hài hòa lẫn nhau. Mình không quá chú trọng cái pháp nào bỏ pháp nào, thì như vậy mình đi trên cái con đường trung đạo thì tốt đẹp chứ có gì đâu. Mà còn khi mà mình quá chú trọng vào một cái vấn đề gì, mình ôm đờm nhiều quá, mình lo mình phục vụ nhiều mà mình quên học, quên tu là không được. Anh ra đó, giữa các pháp mình vận dụng một cách hài hòa, tốt đẹp, mình phục vụ với cái tâm hoan hỷ, với cái tâm mà muốn
phụng sự Phật pháp, muốn cho Phật pháp được hiển dương, muốn cho mọi người có điều kiện để hiểu rõ được Phật pháp. Chứ mình không có cái tâm là cống cao ngạo mạn, rồi không là mình muốn thế này muốn thế khác, thì cái đó là những cái phiền não nó chen vô, thì mình cần phải loại trừ. Còn nếu mình thấy mình làm trong cái điều kiện này cũng vừa phải, không có gì là quá sức, có gì là mà phải ôm đòn dính mắt, mình làm mong cầu cho giáo pháp và được sáng tỏ, mọi người cùng hiểu biết, thì như vậy thì mình làm đó. Hơn sức đâu mà mình quan tâm đến những cái lời bình phẩm, ý cọ ý kiến ở bên ngoài, nghe không? Thành ra đó, khi mà chúng ta xét thấy những cái chủng tử, những cái nhân tốt đẹp thì mình cứ làm, nghe không? Cái việc mà mình giúp đỡ người khác, bây giờ cái đơn giản nhất là quý vị thấy không, có nhiều cái người già họ muốn băng qua mà xe nhiều quá đi, họ không dám qua, nhưng mà lúc đó mình đi đến, mình thấy mấy cụ già thấy tội nghiệp, mình chỉ dẫn giúp đưa họ qua đường giùm, thì cũng cái điều đó là cái điều tốt đẹp, thấy không? Đó, nhưng mà trời ơi, mấy cụ già đi qua đường mà không ai dẫn hết. Thôi bây giờ mình bỏ hết công việc khác, mình đứng đó để chờ mấy cụ già để đưa qua đường, thì không phải. Cái nhân viên lúc nào mình gặp cái công việc mình cần phải làm thì mình làm vậy thôi, chứ mình đừng có đứng đó mà chờ, phải không? Cái người chèo đò cũng vậy, cái người đưa đò đó, không có khách họ tới cái bờ sông họ cần đi qua bên kia thì cái người đưa đò thì mà họ mới đưa chứ. Chứ đâu có phải ai tới rồi cũng xuống đây xuống đò tôi đưa qua cho bên kia, mà người ta không cần thì sao mình đưa được đó. Thành ra cái sự phục vụ cũng vậy. Mình hợp thời, hợp lúc và đúng cái người mà họ đang cần, mình hỗ trợ giúp đỡ thì mình làm, mình làm đem đến lợi mình lợi người, làm với cái tâm hoan hỷ, với cái tâm là mong muốn cho mọi người đều được an ổn tốt đẹp thì mình cứ làm vậy đó. Xin chúc cho cô Quỳnh nhiều sức khỏe an vui ha. Và chúng ta cứ xét mình thấy cái điều đó là cái điều đúng, điều cần làm, hợp thời hợp lúc, thì mình làm. Cảm ơn cô rất nhiều. Nam mô Bổn Sư Giá. Alo, 1, 2 và 4. Bạch Trang có nghe âm thanh của Tự Nhiên không ạ? Dạ, cảm ơn Hồng Mai. Nãy giờ xong rồi vô cái đường nét nó bị trục trặc, nó cứ giật, không có nghe được. Nhưng mà khi nghe được thì rất là hoan hỷ. Dạ, Nam Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Ma Giá. Dạ, con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Dạ, con kính lễ Ngài Pháp Thanh. Dạ, khi mà con vào thì con nghe Ngài giảng về câu hỏi của Nhật Quỳnh. Thì nhân dịp này con xin hỏi luôn. Là vì có những người Phật tử thì
khi mà vô phục vụ cho chư tăng, phục vụ ở chùa thì rất là hoan hỷ. Nhưng mà có một hôm á, con bị cái tình trạng này. Một vị sư đó đó là nhờ con là đi, vì đôi dép của sư là bị hở, cho nên là sư nói có đi đâu á, đi ra ngoài chợ á, thì dán giùm cho sư. Thì con mới lây hoay, con mới bỏ cái đôi dép vô trong bịch, móc lên xe định đi. Thì mình phải vô cốc để mà chuẩn bị nón khăn. Người nữ mà đi ra ngoài đường cũng phải nón khăn đồ này kia đàng hoàng mới ra. Thì vừa vô cốc quẹt quanh ra thì đôi dép đâu mất. Thì con mới hỏi trong bếp á, có hai cô, ba cô. Thì con thấy còn có hai cô. Thì cái cô mà cô ở trong bếp mất, cô mới hoảng hốt, cô tưởng đâu là con mất đôi dép mới. Thì cô mới la lên, con mới nói im, đừng có la lớn quá. Đôi dép này là cổ vị sư kia nhờ con đi dán keo. Cái thì không ai biết hết. Trong chùa mà có mấy cô mà không ai biết đôi dép mất kiểu nào. Mà đôi dép phải chia đôi dép mới mất đành. Đôi dép này đôi dép nó hở mỏ rồi. Thì cái cô đó đó, một chút cái cô kia về, cô mới nói con đem đi rồi. Cái thì thay vì cô đem đi thì cô phải nói cho mình một tiếng để mình đỡ. Cô nói con đem đi rồi cô. Trời đất, kinh đó. Lúc đó thì con mới, cái tâm con nó bị cái dạng nó cũng nóng lên. Nhưng mà con từ từ con mới nói tại sao mà cô đi, cô không nói cho tôi biết để mà tôi đi tìm. Cái đôi dép thì nó không phải là đôi dép mất. Nhưng mà ít nhất á, cô làm á, thì cô phải nói tôi một tiếng. Mà cái cô này con biết á, là cái gì cổ cũng dành làm hết á. Cổ vừa đi chợ thì vô bếp, con mới thấy cổ trong bếp rõ ràng. Thì con móc lên xe, con thấy cổ bận thì con định đi. Nhưng mà hay, cổ thấy cái vị sư kia nhờ con sẵn đi, con đi dán luôn. Thì ý con muốn hỏi á, cái người này nè, cái gì cũng dành làm hết. Thì cái đó là thuộc, nếu mà nói về tâm thì thuộc về là cái tâm nào. Dạ con kính thỉnh ngài giảng cho con hiểu á. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sân Khà Giá. Bây giờ ở đây thì sư cũng nói theo cái nhận định của sư thôi, chứ sư cũng chưa có tha tâm thông mà để mà phân tích biết được đúng cái trạng thái tâm của cái cô đó. Nhưng mà trước mắt thì thấy cô này á, cổ cũng hơi tham cái công việc, công việc ta nhờ người này chứ đâu phải ta nhờ mình, thấy không? Đó, thì khi nào mà mình ta nhờ mình thì mình làm, thấy không? Cô này cũng tham là gì? Tham để tạo phước đó. Nhưng mà điều có cái là làm như vậy thì nó không có hợp lắm thì trong điều kiện cái nào người ta nhờ mình thì mình làm, thấy không? Thành ra trong đời sống có gì không, có nhiều lúc đó, mình cũng hơi tào lao.
mình hứa đủ điều hết. Mà mình có nhiều khi á, người ta gọi là vui đâu chút đó. À, lúc đó mình hứng lên, cái mình hứa, nhưng mà tới giờ mình hứa rồi đó, rồi mình làm không có được. À, tại có nhiều cái nó ngoài khả năng điều kiện, à, ngoài cái sức khỏe của mình làm không được. À, thành ra đó, cái gì mình phải liệu, à, và những gì mà người ta nhờ mình, à, trong điều kiện khả năng mình thấy mình làm được, à, thì mình làm. À, chứ mình đừng ôm đồm, à, mình lăn xăng mình chạy, mình lo ở là nói là khổng tay trên ăn cơm hết. À, à, bây giờ ta nhờ cái cô này làm thì để cô này cũng làm. À, mình thiếu gì công chuyện, mình mắc gì mình phải đi tranh công với người khác làm chi. À, thành ra đó hồi đó cũng vậy. À, lúc mà sư còn khỏe, à, sư hay quét chùa. À, tại sáng mình thấy không ai quét hết thì mình lấy chổi mình quét. Rồi cái lúc đó thấy sức đó, mấy cô với mấy chú quý tử rồi mới chạy ra. À, sư đừng quét thì để con. À, rồi thôi để con thì để mấy cô với mấy chú quét đi. Nha. Rồi sư lôi cái giỏ ra, sư đi hốt. À, thì bây giờ đâu phải là cái vấn đề mà kiểu là quét rác không. À, nó, trong chùa nó có nhiều cái công việc cần làm đó. À, quét rác cũng được, hốt rác cũng được. À, mình phục vụ mà. À, đó, thành ra ngã bây giờ á, bởi từ lúc mà sư mà đi tu thì sư có nguyện như này: công chuyện nào không ai làm thì mình làm, còn hắn người ta muốn làm thì mình nhường, mình đi chỗ khác, mình kiếm việc khác mình làm, vậy thôi. À, thì mình vậy đó, kệ. Bây giờ ha, cái vị sư A này nhờ mình, nhưng mà bây giờ cái cô này đó cổ làm rồi. À, thì thôi. À, mình cũng đừng bực bội gì, kệ đó. Không, bây giờ mình nhường cổ, mình đi làm cái chuyện khác. Không, bây giờ hãy ông sư cũng nhờ mình đi giá đi dép, nhưng mà biết đâu chừng, à, sẵn tiện cô này cần đi chợ mua đồ gì đó thì cổ đem cái đôi dép đó cổ đi giúp làm luôn. Thì bây giờ mình khỏi đi thì mình ở trong cốc, mình làm chuyện khác. À, mình lau dọn, mình dọn dẹp gì đó, mình lên chính điện mình quét dọn, mình chưng bông, mình dọn đồ gì đó. Trời ơi, khi mà mình muốn làm thì có biết bao nhiêu cái công việc để mình làm, có biết bao nhiêu cái mà để mà chúng ta phục vụ, biết bao cái mà để mình tạo phước. Chứ không phải có cái chuyện mà ông sư cũng nhờ tôi là để tôi làm. Cái đó là cái tâm mình cũng còn dính mắc, còn chấp thủ. Tôi mới làm được, chỉ có tôi mới là ông sư cũng nhờ tôi. À, tôi mới đi dán đôi dép này được. Thì rồi cái phiền não nó dấy động, nó phát sanh lên. Thấy không? À, mình cũng phiền não. Và cái nhiều khi cái lời ăn tiếng nói mà không khéo mình làm cho cái cô kia cũng phiền não nữa. Rồi á, hai người phiền não, rồi lạng quạng là một hồi á, là nó lây lan á, cả chùa phiền não. Đó, thành ra đó, chúng ta, à, trong khi mà mình phục vụ cũng vậy. Bây giờ mình sẽ thấy cái việc này cần phải làm. Ai cũng dành lao chánh điện, ai cũng dành lo, à, dọn dẹp trên bàn Phật, ai cũng lo chinh bông hết. Nhưng mà sao? Những cái chỗ mà ít có người dòm ngó tới là cái gì? À, mấy cái chỗ mà mấy cái thùng rác nè, à, mấy cái chỗ toilet nè, thì ít có ai mà ấy đó. Thấy không? Đó, thành ra cái không phải là lên trên lao chánh điện, à,
lao trên Phật rồi nó mới có phước. Mà mình đi quét sân, mình đi đổ rác, mình đi chùi rửa cái toilet, nó cũng có phước vậy. Đó, cho nên đó là chúng ta phải biết, thôi bây giờ mình có cái tâm hoan hỷ, mình muốn phục vụ Tam Bảo, phục vụ cho chùa, phục vụ cho chư tăng, phục vụ cho tập thể, thì công việc nào mình xét thấy cần làm. À, bây giờ cần đi đổ rác, mọi người nó quét không à, quét hốt bỏ đó, không ai đổ hết, thì mình đi đổ. Đúng? Rồi ai cũng ấy hết, mà ở dưới nhà bếp chén để cái đống không ai rửa, thì mình xuống mình rửa chén, chứ đâu phải mình nấu nước mà mới có phước đâu. Đó. Cũng có. À, rồi mình làm bất cứ cái công việc nào mình sẽ thấy là cần nha, thì mình làm thì sẽ có phước. Mình bỏ qua, đừng có dính mắc, đừng chấp thủ, phải không? Tôi mới làm việc này được, ở đây không ai làm việc này được hết, có mình tôi là làm việc này được thôi. À, thành ra rồi nó phiền não, à, bỏ qua hết, kệ. À, vậy đó. À, công việc nào không ai làm tôi làm, còn mà người ta đến ta muốn làm mình nhường, mình đi làm công việc khác. À, thì xin chia sẻ cái thắc mắc của cô Tệ Diệp. À, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui với mô của thầy á. Dạ, sa thú lành thay. Dạ, con kính tri ân ngài. Dạ, nhân dịp này thì con xin hỏi ngài, nói về có phước, kỳ hỷ theo phước. Thì lúc mà con làm công quả ở Phú Đức á, thì có một vị sư này, ổng thường sân lắm, mà ổng sân cũng vui lắm. Thay vì cái người này á, người ta làm phước cúng dường, bỏ tiền ra làm phước cúng dường, thì nói về phước á, thì mình tùy hỷ theo là mình cũng có phước. Thì cái ông sư này ổng nói hư một cái, ổng người ta bỏ tiền ra xong người ta cúng dường, rồi xong cái tiền hỷ theo cái có phước, vậy ai bỏ tiền ra làm chi? Như vậy á thì mình có phước không ngài? Thì mình bây giờ mình không có tiền thì mình tùy hỷ theo cái người ta làm phước thì mình cũng phải có phước chứ. Cái lúc đó cái con còn chưa có thường thục gì mấy thì ông hứ không cắt, người ta bỏ tiền ra rồi người ta làm phước thì tự nhiên cái tùy hỷ theo cái có phước, vậy thôi ai bỏ tiền ra làm chi? Dạ, con thỉnh ngài giảng cho con hiểu như vậy là mình tùy hỷ theo mình có phước không ạ? À? Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Thầm Hài Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Thì tùy theo trạng thái tâm mà có phước hay là không có phước. À, bây giờ thí dụ nè, dụ là cái người này á, nếu mà họ làm phước với đầy đủ tâm tư, à, trong cái trạng thái tâm của họ hoan hỷ và họ làm với cái tâm hợp trí, không? Thì cái phước họ rất là lớn. À, còn nếu cái người này á, cái người thí chủ á, mà họ làm với cái tâm mà hời hợt, à, tâm hỗ trợ, rồi họ không có đầy đủ tâm tư, à, mà nếu mà mình hoan hỷ, mình thấy mình hoan hỷ cái thiện sự này đó, à, thì mình có phước. À, nhưng mà mình hoan hỷ với cái người mà đầy đủ tâm tư đó, thì mình cũng có phước. Giống như á, cái ngọn đèn, ha,
một cái ngọn đèn đó nó cháy sáng rồi. À, mình đem cái gì mình đến mình mồi vô cái ánh sáng này á, thì cái vật dụng mình á, nếu mà mình cái đèn thì nó sáng trong cái điều kiện của cái đèn, mà nếu là cây đuốc thì nó sáng theo kiểu của cây đuốc đó. Giống như sư cả muốn tránh trong một cái lần, tôi nhớ năm đó đi dự lễ danh y ở chùa Siêu Lý Phú Định á, thì lúc đó là chùa mới xây cái chánh điện lại, thì sau khi làm xong nó thì cũng còn lại một khoản nợ. Thì hôm đó là sư cả Bu Chánh thuyết pháp, rồi sư trụ trì có thỉnh với sư cả là hoan hỷ kêu gọi phước để mà thanh toán cái phần nợ cho nhà thầu. À, thì sư cả kêu gọi nhưng mà sư cả cũng nói vui vui không, thì ai mà hùng phước á, thì chừng nữa làm vua, làm hoàng hậu, làm công chúa, hoàng tử. Còn nếu mà ai mà xa thú á, thì chừng nữa làm tỳ nữ. Đấy không? Thì bởi vì cái khi mà người ta bỏ cái vật chất ra người ta làm á, thì cái phước người ta phải trội hơn. Nếu mà cái người này họ làm với đầy đủ tâm tư hợp trí thì cái quả phước nó tất nhiên là phải lớn rồi. Mình quan hỷ với cái thiện sự này á, thì mình cũng sẽ có phước. Mình phải hiểu nó vậy đó. Mình làm cái nào cũng có phước hết. Mình tùy hỷ phước với người ta cũng là có phước. Nhưng mà cái phước nó cao thấp mà như thế nào đó là do cái lộ trình tâm. À, chứ mình không nói bây giờ cái người này họ bỏ tiền của ra họ làm là cái phước báo họ nhiều, mà người tùy hỷ theo cái phước báo nó ít, thì không phải. Thành ra đó, nghiệp quả bất khả tư nghì ở chỗ này nè, nó là cái trường hợp rất là vi tế. Chứ không phải mình chỉ đứng mình nhận định trên cái tri kiến phàm nhân của mình thì nó không có chính xác đâu. Cái lúc đó cái người chủ cái cuộc lễ đó họ làm với cái tâm như thế nào, trạng thái tâm của họ như thế nào, đầy đủ tâm tư hợp trí hay là không đủ tâm tư lý trí, tầm làm với cái trí tuệ hay là với cái phiền não. Rồi cái người tùy hỷ này cũng vậy, cái người tùy hỷ này đó họ có cái cống cao ngã mạn, cái phiền não chen vô hay không thì mới có phước không. Chứ còn bây giờ thấy người ta làm, mình cũng muốn làm nhưng mà mình có điều kiện làm, mình tùy hỷ cho nó vui vậy. Sa thú nhưng mà cái sa thú, cái tùy hỷ này á, nó có phải là cái tâm mudita hay là nó còn có cái phiền não che ác nó. Thành ra đó, cái nhận định trên này mình nhận định ở cái chiều hướng phàm nhân. Rồi thì hồi đó ở Pháp Bảo có cái trường hợp đó. Cũng vậy, bây giờ những cái cuộc lễ để tăng gì đó, thấy không, thì cũng có một vị sư ổng xuống dưới nhà bếp, ổng la mấy cái người mà làm phục vụ dưới nhà bếp, ổng nói chứ đi chùa mà không lo lên nghe pháp, cứ lo nấu lo nướng hoài, bởi vậy đi chùa hoài không biết gì hết.
nó cũng không đúng nữa. À, rồi á, ông kia ông mới hỏi lại chứ giờ ai cũng lên nghe pháp hết á, thì ai nấu cho ông ăn? Thấy không? Thành ra trong đời sống chúng ta đừng có quá chú trọng về một cái nào mà bỏ cái nào. À, là cực đoan. Đức Phật dạy mình là đi đường trung đạo, à, để mà mình đạt đến cái phước báo. Thấy không? Bây giờ trong hàng cận sự nam, cận sự nữ có nhiều trình độ căn cơ khác nhau. À, có những người họ hoan hỷ trong cái thiện sự bố thí cúng dường thì họ làm. Còn có những người cái căn cơ của họ chưa có đủ điều kiện để mà học pháp, nó thì họ phục vụ. Cái nào nó cũng có phước hết, mình tùy hỷ với cái vấn đề mà họ phục vụ một cách tốt đẹp cũng có phước. Mình tùy hỷ với cái thí chủ làm những cái điều thiện sự, bố thí cúng dường gì đó cũng có phước. À, đó. Nhưng mà cao nhiều ít là cái đó vấn đề do cái động lực tâm, những cái điều kiện trong cái quá trình mà cái người thí chủ họ đang làm và cái lộ trình tâm của người tùy hỷ. Nha, thành ra muốn biết được thì chỉ có các cái vị mà có thần thông hoặc là Đức Phật mới biết rõ được. Còn sư thì chỉ dựa trên kinh điển, dựa trên những cái điều kiện hiểu biết thì cũng giải thích với cô Tệ Duyên. Và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Và thời gian đến đây chắc cũng vừa phải lẽ. Xin mời mấy cô sám hối rồi sư xin phước chúc để kết thúc buổi sinh hoạt. Với phước báo ngày hôm nay kính cầu mong chư tôn đức pháp sẽ căn ngang. Và chúc cho tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui. Cầu mong tất cả chúng sanh vượt qua những khổ nạn, ốm đau bệnh tật. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Cầu mong chư thiên hoan hỷ với phước báo hộ trì cho Phật pháp tu truyền. Và bây giờ xin mời cô. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá. Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ, con kính xin sám hối Pháp Bảo sau khi nghe Pháp ạ. Uttamange na vande hang tham manh cha đuôi thăng hoa răng tham mê yô khá lý tô đô sô tham mô tham ma thú tăng ma măng. Dạ, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ thượng tọa Pháp Thanh, xin thượng tọa từ bi chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Con kính xin dâng mít cho thượng tọa. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Xin thay mặt chư tăng phút chút ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Hovatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa bhuta nuvave nasada sothi bhavantu te. Hovatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa dhamma nuvave nasada sothi bhavantu te. Hovatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa sangha nuvave nasada sothi bhavantu te. Tất cả phước báo hành có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin hiệu quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bố Tha Giá. Sa thú, sa thú lành thay. Sau đây con xin đọc hồi hướng sau khi nghe pháp.
Ya dewa ta san ti vi ha ra wa si mi thu te kha re to si kha re ta hình ta hình ta tham ma da ne na sa wan tu pu chi ta sot thinh ka ron te kha vi ha ra man da le thê ra cha mắt cha na wa ka ta thích kha vô sa ra mi ka da na pa ti u pa sa ka ya ma cha de sa ni ya ma cha is sa ra sa pa na